Hình Motor xin chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Và đây như con động cơ này của tôi là nó là 22 kW, thì là tôi đã nói với các bạn rồi, con này là nó bị cháy, người ta cháy xưởng ấy, cháy hết, dẫn đến là cháy hết con động cơ của mình. Đến bây giờ là chúng ta phải quấn lại, thì là như đã hứa từ cái video đấu dây của nó ấy, con này là tốc độ 2.800 vòng phút, thì là hôm nay là tôi sẽ như đã hứa với các bạn, thì là tôi sẽ vào để test cho các bạn xem, nó có chạy ổn định, có ok hay không. Đây thì cái này thì là vừa lấy, tôi vừa lấy ép đầu cốt xong. Tôi quay gần, xoay gần gần lại đây cho các bạn xem nhá. Đây, như tôi đã nói với các bạn đấy, lúc mà tôi đấu dây ấy, thì tôi sẽ để làm ba màu dây là màu đỏ, màu xanh và màu vàng. Thì như ở trong clip tôi lấy cái pha đỏ là pha U, pha xanh là pha V, còn pha vàng là V kép. Nhưng mà khi ra ngoài đây thì là tôi cứ luồn 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 ngay ngang qua thôi, mình lấy ở trong đấy là như thế. Nhưng mà các bạn, cái đấy nó cũng không quan trọng, cơ bản là ra ngoài thì các bạn là cứ lấy cái đầu của pha nọ với đít pha kia là sẽ chạy được ở cái thế tam giác, hình tam giác nhé các bạn nhé. Để hình tam giác của mình ấy, thì là tôi tiện tay là tôi luồn như đến bây giờ đây, các bạn nhìn nhìn rõ đây, tôi quay quay gần lại cho các bạn xem nhé. Đấy, như tôi những cái này là cái cầu đấu của nó bị cháy hết rồi. Đây tôi lấy cái mảnh bìa này, tôi đánh dấu luôn. Đây U1 này, V1 và V-1, U2, V2, V-2, cho người ta là đến khi mà tôi mang trả con động cơ này cho họ, để là họ nhìn vào những cái ký hiệu mà tôi đã ký hiệu đây là họ sẽ biết được là họ phải làm gì, họ khắc đấu vào tủ điện của người ta như như vậy thôi. Còn tôi bịt cái này vào là để cho bụi nó đỡ vào trong động cơ. Cái này nó là cái giấy giấy cách điện của mình thôi, chứ nó không có cái gì cả. Thì đây như trong sơ đồ nhá, ba ngủ rồi, đi vào giường ngủ nhanh, đi sang đấy chơi đi. Cái giá điện thoại của bố đâu, giá để điện thoại của bố đâu, mày nghịch ném đi đâu rồi? Đấy, nên là như theo lời hứa của các bạn, thì là nay tầm giờ này nó rơi vào tầm khoảng 10, hơn hơn 10 giờ đêm rồi, nhưng tôi vẫn cứ phải lắp để sáng mai tôi phải trả con động cơ này sớm. Thì là đã hứa các bạn thì là tôi sẽ test cho các bạn xem. Đây tôi là sẽ lấy cái pha vàng, đây các bạn xem này, màu vàng này của tôi lấy là làm pha U này, các bạn nhìn thấy chưa, U1 tôi đánh dấu dưới này, tôi viết chữ đấy, vàng là U này, đỏ là V này, thì đỏ là V này, còn dây xanh là V kép này. Đấy thì các bạn nhìn rõ không, U1 của tôi ở đây, U1 là màu vàng này, đến cái V1 thì nó lại chéo sang bên đây một chút, cái V1 là màu đỏ này, xong lên 2 đây, đấy nó là màu đỏ, nó lại chéo lên một chút, còn cái V kép nó ở góc dưới này, V-1 này, V-2 của nó ở đầu bên này cơ. Các bạn thấy màu xanh này, màu xanh này. Đến khi chúng ta được một cặp một đấy, như này là tôi chạy trực tiếp luôn nhá. Vừa tôi bắt bắt đầu dây điện vào cho các bạn xem ấy, thì tôi bắt trực tiếp luôn để cho nó chạy thẳng. Thế là tam giác chứ không phải là khởi động sao tam giác, tại vì là tôi thử điện, tôi test luôn ở nhà tôi mà. Tôi test luôn ở nhà tôi thì là
Không qua tủ, khởi động sao tam giác thì là mình chạy trực tiếp luôn, xong mình kẹp dòng xem nó ok chưa. Nếu mà ok rồi ấy, thì là sau này ấy, là mình mang mình trả cho họ ấy, là nó sẽ yên tâm hơn. Chạy ví dụ những con động cơ lớn lớn một chút thì các bạn cứ lên test, test trước khi trả. Nhiều khi là cái trong cái quá trình của mình làm ấy, đôi khi nó có sơ suất đấy, mà sơ suất nhiều cái nó không đáng có thì là mình cứ lên là làm trước. Đấy, tôi đặt cái điện thoại này của tôi vào cái con động cơ đây này, nên các bạn này, mẹ nó, thằng cò nhà tôi có cái giá để điện thoại nó mang đi đâu mất rồi đấy. Đây, tôi phải bê con động cơ này lên, tôi đặt tạm nó vào đây để quay cho các bạn xem, hy vọng là nó không rơi nhá, các bạn xem thông cảm. Đấy, đến bây giờ bắt đầu là tôi sẽ đóng điện, đóng điện luôn các bạn nhá, chờ tôi một chút. À, lâu lắm chưa được nhìn thấy các bạn, và các bạn có hay nhìn thấy tôi không? Xin chào tất cả các bạn nhá, thấy chưa? Tôi cũng chả biết là các bạn đã thấy chưa, nhưng mà giờ tôi đóng điện đã, xem nó như nào. Đây, chúng ta mở đồng hồ lên, 60A đi, 60A, 60A như thế này. Con này dòng khởi động của nó tầm khoảng hơn 60A một chút. Mình để 600A đi, để 600A các bạn nhé, để cái lắc 600A. Tại vì con này ví dụ như 22kW thì là dòng khởi động của nó rơi vào tầm khoảng 5 trên 50 đến 60A gì đấy. Thôi mình để 60A cũng được. Còn dòng không tải của nó thì tốc độ 2800 vòng phút thì khả năng là nó ví dụ như khi chúng ta cuốn lại thì nó rơi vào tầm khoảng 10 15, dao động cái con số này nó không thể chính xác được hết nhá các bạn nhá, tại vì là mỗi hãng động cơ nó một khác nhau, mỗi thằng nó làm một kiểu thì như nó sẽ dao động tầm khoảng từ 15 đến tầm khoảng 20A. Đấy là dòng không tải. Thì bây giờ nó như thế nào thì là tôi cũng chưa biết được. Bây giờ là mình cứ đóng thử cho các bạn xem. Đây là tôi đóng ở điện nhà của tôi nhá. Dòng lệch pha nó sẽ có, tại vì dân họ sử dụng nó không đều pha mà các bạn. Nó không như ở trong nhà máy. Trong nhà máy thì gọi điện lực đến nó cân pha cho là ok. Nhưng mà cái này là tôi test ở nhà tôi nên là có thể lệch. Tôi sẽ cho các bạn xem nó lệch nhau như thế nào. Ok, các bạn chờ tôi nhá. Bắt đầu. Đây, tôi kẹp vào đây. Kê này lên cho các bạn xem. Các bạn để ý giúp tôi xem cái dòng khởi động nó là bao nhiêu ampere. Thấy chưa nhỉ? Được chưa? Dòng khởi động là bao nhiêu ampere? Tôi bật cái đèn lên để cho các bạn xem nhá. Nhìn thấy rõ chưa nhỉ? Tạm thời được. Có nghĩa là con động cơ này nó tương đối lớn so với điện sử dụng ở nhà tôi thì là khả năng bóng điện, bóng đèn ấy nó sẽ bị díu đi. Díu đi thì các bạn là xem là mình kệ thôi, khả năng là không hỏng được thiết bị điện nhà mình được. Ok, chờ tôi chút. Bao nhiêu ampere các bạn ơi? Con động cơ này nó lớn quá so với cái cầu dao của tôi sử dụng nên là đóng nó không được dứt khoát.
điện nó sẽ díu đi đấy, không được dứt khoát. Rồi bây giờ các bạn là tiến đến xem cái dòng của nó là bao nhiêu ampe nhá. Rồi là cái điện áp định mức ở trên mác nó ghi như thế nào. Ok. Đấy. Đây. 18,70. Đây là một pha này. Vừa tôi ấn nhầm vào nút khả năng lại phải nối lại video. 17,09, 17. Tầm 17A. Rồi còn đến pha thứ 3, pha này khả năng kéo 14,5A. 14,2A. Đấy thì cái này như là cái lệch pha này, lệch pha là tôi nói luôn với các bạn nhá. Lệch pha ở đây á. Lệch pha này là nhiều khi là nó do cái lưới điện của nhà tôi sử dụng nó khác. Lưới điện sử dụng thì là nhiều khi là dân ở mỗi pha nó sử dụng nó khác nhau, nó không giống nhau ấy các bạn. Đấy thì là đâm ra là nó sẽ dẫn đến là lệch pha như vậy. À mà đây tôi nói luôn với các bạn, con này của tôi thì là nó là chết cháy, nó bị cháy, cháy nhà xưởng nha các bạn nhá. Những cái cánh quạt nhựa này nó hỏng hết, nó bị chảy sun hết cả ra ấy. Thì là cái trục này nó to hơn nên là tôi sẽ làm cách này. Các bạn xem và có như thế nào ấy thì là ấy đi giúp tôi tham khảo, anh em góp ý tham khảo thêm nhá. Ok, đây cái con động cơ này thì của tôi là họ đang làm là rất là gấp, rất là gấp luôn. Nên là cái cánh quạt này khi mà xưởng của họ cháy là nó sẽ cúc bằng nhựa, chảy bằng nhựa hết rồi.
chảy ra thành nhựa hết. Thì là cách của tôi làm ấy, thì là tôi lười mang đi đến các cái chỗ mà người ta tiện sắt các bạn, mang đi tiện sắt. Thì ví dụ như tôi mang đi thì nó rơi vào tầm khoảng 15 đến 20 cây số, mà bê cả con rô đi rất là nặng, bê con rô rất đi rất là nặng ấy. Thì là tôi sẽ trước tiên là tôi sẽ mài, đưa cái đá cắt vào là tôi cắt đi một lượt cho nó mỏng dần đi, xong cho nó quay như vừa nãy là tôi già lại một chút như thế này. Đấy, để chúng ta có thể là cho cái cốt này vừa. Đến khi nào vừa không biết, đến khi nào vừa thì thôi các bạn nhá. Đấy, như này của tôi khả năng là tí nữa tôi phải bật máy lên tôi già đi một chút nữa, tại vì là nó vẫn chưa vừa hẳn đi các bạn. Đấy, đó là cách của tôi làm. Nay là tôi giới thiệu với các bạn là test con động cơ trước khi bị nướng chín đỏ hết này. Các bạn nhìn này, cái vành này đỏ hết nhá, cái chân này nó không còn sơn nữa, nó hồng. Cái đoạn này ngày trưa lúc khi mà ở trong cái biển lửa là nó đỏ hồng luôn. Đấy, rồi là những cái bu ly này nó cũng như vậy thôi, nó hồng hết. Về mình sẽ cuốn lại này, rồi thay bi. Thay bi đấy, như vừa nãy tôi đã test thử cho các bạn xem, động cơ 22 kW mà dòng của nó là 17 A, dòng không tải. Các bạn thấy đã được chưa? Đấy thì các bạn có thể là tham khảo nhé. Lần sau mà khi các bạn mà gặp những cái con động cơ mà không may nó bị hỏa hoạn, nó cháy như tôi đang làm con này ấy, thì vẫn có thể cuốn lại bình thường, không sợ. Dòng như vậy là tôi cảm thấy là nó là ok, là ok lắm rồi đấy, không sợ. Dòng hơi cao một chút thôi nhưng không sợ. Ví dụ tầm khoảng 15-16 A thì đẹp, nhưng nó lên 17 A này kệ nó thôi, không sao. Động cơ của mình vẫn hoạt động tốt các bạn nhé. Đấy, thì lần sau các bạn mà gặp những cái con động cơ nó mà như vậy thì là cứ yên tâm mà làm thôi, không sợ. Mình cứ làm thoải mái đi, không hỏng đâu. Bỏ tiền ra để lấy học phí, như hôm nay là tôi bỏ tiền ra để tôi lấy học phí, nhưng mà nó đã thành công rồi các bạn. Không sợ, mình không sợ là mình mất tiền. Đấy, hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo của Linh Motor các bạn nha. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Ok, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video tiếp theo. Ok.